VLIT sẽ sớm có công nghệ VAR. Công ty VPF đã tổ chức lớp đào tạo trọng tại VAR trong thời gian từ ngày 20 tháng 2 đến 6.3 tại Hà Nội nhằm đưa công nghệ VAR vào các trận đấu tại VLIT. Đến khai mạc lớp đào tạo có ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty VPF, ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên thường trực ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị công ty VPF ông Dương Nghiệp Khôi Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Minh Ngọc Tổng Giám đốc Công ty VPS, trưởng ban tổ chức các giải BDCN Quốc gia 2023, ông Đặng Thanh Hạ, trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng 4 giảng viên, 18 trọng tài và trợ lý trọng tài. Hướng dẫn trực tuyến tại lớp đào tạo là ông Hakan Ana, giảng viên FIFA. Theo chương trình tập huấn, 18 trọng tài, trợ lý trọng tài v sẽ được làm quen với công nghệ VAR trên hệ thống mô phỏng cũng như được đào tạo các bước ứng dụng công nghệ VAR, mức độ một với tình huống đơn giản, dưới sự hướng dẫn trực tuyến của giảng viên FIFA, cùng các giảng viên trọng tài Việt Nam. Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Trần Anh Tú khẳng định, việc tập huấn VAR đặc biệt quan trọng với các trọng tài, trợ lý trọng tài. Trong 14 ngày liên tục, các bạn sẽ được tham gia làm quen với công nghệ VAR trên hệ thống mô phỏng cũng như được đào tạo các bước ứng dụng công nghệ var mức độ một với tình huống đơn giản sau đó chúng ta sẽ còn những giai đoạn tiếp theo sau đó nữa nếu như chúng ta tập huấn tốt vượt qua bài kiểm tra của fifa thì var mới có thể được áp dụng trên sân thi đấu sự hiện diện của var ở các trận đấu chuyên nghiệp là điều mà liên đoàn bóng đá việt nam vpf và đặc biệt là ban trọng tài mong muốn được biết với nỗ lực đưa công nghệ VAR hỗ trợ các trọng tài tại V-League từ 2019, VPF liên hệ FIFA để được tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục và quy trình áp dụng VAR. Từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, công ty VPF triển khai nhập thiết bị xe VAR. Trong đó có việc nhập khẩu, xin giấy phép nhập khẩu hợp quy các thiết bị thông tin liên lạc và sau đó vận chuyển thiết bị đến địa điểm bàn giao lắp đặt công nghệ VAR. Đối với công tác đào tạo trọng tài VAR, công ty VTF đã hoàn thành đào tạo lý thuyết cho 50 trọng tài. Lớp đào tạo dành cho 18 trọng tài khai giảng ngày hôm nay thuộc giai đoạn 2, được tiến hành tại phòng lắp theo hình thức tập trung từ ngày 20 tháng 2 đến 6 tháng 3. Dự kiến cuối tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2023. Công ty VTF sẽ tổ chức đào tạo các bước ứng dụng công nghệ VAR mức độ 2, các tình huống phức tạp dài 3-5 phút cùng việc áp dụng một trận đấu 90 phút trực tiếp hoặc ghi trước. Đến tháng 5 hoặc 6.2023, các trọng tài sẽ được đào tạo tại các trận đấu không chính thức. Theo lộ trình Công nghệ VAR sẽ chính thức đưa vào áp dụng tại V-League mùa giải 2023-2024 sau khi FIFA phê duyệt triển khai tất cả các bước thực hiện về công nghệ kỹ thuật xe VAR và quy trình đào tạo trọng tài. Đây được xem là tin mừng cho bóng đá Việt Nam khi được tiếp cận công nghệ mới nhằm tránh những sai sót tại các giải đấu khắc nghiệt như V-League. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.